Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước về việc tăng cường kiểm soát xử lý xe ô tô chip, xe uaz cũ, xe ba bánh, xe bốn bánh, vi phạm trực tự an toàn giao thông. Sáng nay ngày 25 tháng 4, Trạm Cảnh sát Giao thông Đồng Phú đã xử lý 6 trường hợp vi phạm trực tự an toàn giao thông, gồm 4 xe, ba gác máy, 1 xe Ben hết niên hạn sử dụng và 1 máy kéo sơ mi rơ móc. Hầu hết các trường hợp bị xử phạt đang lưu thông trên quốc lộ 14, trong đó 4 xe ba gác và sơ mi có máy kéo, không có giấy tờ hợp lệ. Đa số các xe ba gác được chủ phương tiện độ chế thêm nhiều bộ phận, cơi nới thành thùng. Một số xe chở vật liệu xây dựng cổng cảnh gây nguy hiểm cho người đi đường. Từ đầu tháng 4 đến nay, trạm cảnh sát giao thông Đồng Phú thuộc phòng cảnh sát giao thông cơ quan tỉnh đã tịch thu 14 phương tiện vi phạm, gồm 6 xe máy kéo, sơ mi 7 xe ba gác không có giấy tờ hợp lệ và một xe ben hết niên hạn sử dụng.